lại một cái kênh gọi là cái gì ta, chúa tể mìm, ông thần vẽ tranh, thì đây là kênh gọi là tròn. Tôi không biết tại sao đặt cái tên cái kênh này nó như vậy nữa, nhưng đây sẽ là một cái kênh về vẽ và rất giải trí. Các bạn nhớ ủng hộ và đăng ký cho kênh này nha. Let's go. Để xem coi kênh này hài tới cỡ nào. Tôi vô là tôi thấy nét vẽ là tôi thấy hài rồi đấy. Đâu? Khoan đã. Khoan đã. Cảnh báo cũng đúng. Sản phẩm này không phải là cảnh báo khúm núm, có nghĩa là cringe đúng không? Cringe. Nếu mà có cái cảnh báo này thì tôi cũng nên cẩn thận nha, tại vì nó sẽ ảnh hưởng đấy, ảnh hưởng tới các bạn đấy. Đã nhưng có tác dụng thay thế đã thật, tức là báo PL chống chỉ định cho những thanh niên nghiêm túc, phụ nữ hút thuốc và đàn ông đang cho con bú. Cân nhắc trước khi xem và kiểm tra lại bằng tay ngay. Đây là cái kênh mà các bạn kêu mình reaction. Đang làm gì đây? Gì thế? Tao đang tập làm YouTuber. Thật á? Chị thế? Thế mày có ý tưởng gì để làm YouTube chưa? Tao đâu khai thác được ý tưởng gì đâu. What the fuck, bro? Không ý tưởng gì đâu, là content ở YouTube. Súng láo đi cu. Cần đèo gì phải nghỉ, dùng AI tạo là được. Oh, dùng AI tạo nhân vật là được. God, bro. Hell no, man. Ê, biển mù à? Chúng ta không thể làm như vậy được. Chúng ta phải nghĩ và tạo ra những content chất lượng nhất. Sáng nghe những content triệu view trên mạng. Đúng. Ừ, nghe dễ đấy, chứ làm content gì mới được. Chà, làm về chuyện đi. Đéo. Hoặc làm về game. Đéo. Vậy làm về blog. Đéo. Hay làm về... Đéo. Không làm gì vậy, thôi khỏi làm YouTube đi ông nội. Má à, mày có muốn làm YouTube hay không? Bảo làm YouTube mà đéo làm thì không cứt à. Mình... Mày định xạo lồn với bố. Mình muốn làm YouTube sao? Insert cảnh hồi tưởng quá khứ và sự phát triển của nhân vật. Ê, thiếu chữ N kìa. Của nhân vật qua từng giai đoạn cho ta thấy được rằng nhân vật đã nỗ lực và trưởng thành hơn trong việc theo đuổi đam mê hồi trẻ. Tuy không thành nhân vẫn nhưng nhân vật vẫn quyết tâm không từ bỏ và vì một ý chí vươn lên mãnh liệt đang chảy trong huyết quản của tròn. Nói chuyện cảm hứng như vậy gây ấn tượng mạnh cho khán giả, cảm thấy nhân vật tròn là một nhân vật tuyệt của mẹ nó vời. Ok. Hơn 5 năm trước, khi mà YouTube nổi lên với những video của các bậc cao nhân thích đòi đạo lý, chỉ cần lên mạng chém gió vạch các loại đàn em lượm lượp, ngày ngày đi đấm nhau thống lĩnh giang hồ, vụ ổn áo non nớt trong ấy thì tôi đã thấy nó ngầu vãi cứt. Ui, tưởng tượng hồi trẻ trâu, bao nhiêu đàn em ở dưới trướng đúng không? Thôi chê nha, cringe nha. Đại ca cho gọi em ạ. Đem cho tao con hàng chất lượng nhất lên đây. Đem con hàng chất lượng dạ nhất. Dạ vâng ạ. Hàng của đại ca đây. Wait, mời đại ca dùng ạ. Nice. Chà chà. Cái gì vậy? Kênh này là kênh gì vậy? Điều ấy khiến tôi muốn trở thành một thằng YouTuber thích nói đạo lý. Cơ mà không có máy quay, không có điện thoại thì quay bằng cái đầu bộ gì. Đâu, nói đạo lý, sử dụng nhân vật tròn vẫn nói đạo lý được mà. Cần gì máy quay, quan trọng là chúng ta vẽ được hay không thôi. Cuối cùng, tôi tạm gác ước mơ để cho đến năm 2020. Khi này, cả thế giới phải chống chọi lại đại dịch Covid-19. Đúng. Đâu đâu cũng kêu gọi giãn cách. Thời gian rảnh. Yeah, mình nghĩ là YouTube là một cái nghề mà từ những cái năm đại dịch Covid á, thì nó rất là thịnh hành mọi người. Tại vì mọi người chỉ có thể ở nhà làm video như tôi này, Đấy, không cần ra đường, nó cũng gọi là một cái gì đó đấy. Nhiều và đói vãi, rồi nên ai cũng dấn thân vào làm YouTube. Chỉ cần ở nhà và vẫn có thể kiếm tiền. Giờ đây, YouTuber như đứng trên đỉnh cao của xã hội. Bạn khoe bố mẹ. Bố mẹ tự hào. Uầy, con tôi được làm YouTuber. Trời ơi. Bạn khoe bà hàng xóm. Uầy, thằng A con nhà bà B nó làm YouTube đấy. Ừ. Anh cú. Bạn khoe gái. À đâu? Gái đổ bạn. Giống như có được cái kênh YouTube mà làm kênh YouTube lúc đó cái chắc là chúng ta kiểu giống như là có được một cái gọi là gì ta, một cái địa vị, có được một cái địa vị, một cái bằng cấp mà gọi là chứng chỉ. Bố mày xịn nhất đây, bố mày làm một cái nghề mới nhất xã hội hiện nay đây. Nà. Và tôi vẫn éo có điện thoại. Cho tới giữa năm 2020. Lúc này trên tay tôi là chiếc điện thoại đầu tiên của riêng mình, nên vì thế tôi đã tập tành quay YouTube. Tôi lớn hơn, suy nghĩ cũng đã thay đổi, lúc hồn muốn trở thành giang hồ lỡ mà thay vào đó là tôi muốn diễn hài. Giống tôi á, để mặt tôi như một chú hề được nè. Tôi muốn đem niềm vui tới cho mọi người, cho mọi người xem những người rót nhà mà để họ tự nhận ra những bài học ý nghĩa sâu sắc trong đó. Nhưng tại sao đéo có một ai xem video tôi đăng cả? Tôi làm và đăng, đéo có ai xem thì xóa. Tôi lại làm và đăng, đéo có ai xem thì... Người trong nghề sẽ hiểu, người trong nghề sẽ hiểu cái cảm giác đó bro à. Đéo xóa. Tôi lại làm và đăng. Đừng xóa,
lời khuyên của tôi là bạn đừng xóa video. Tôi nếu mà nó là một sản phẩm thất bại, hãy để đó và kiểu gọi là gì ta, nó đánh dấu một cái cột mốc mình phải cố gắng hơn, chứ đừng xóa video. Tại vì thuộc toán YouTube thì nếu mà xóa thì nó ảnh hưởng lắm. Đây là một lời khuyên là đừng có xóa video. Đấy, nó thất bại rồi thì thôi. Đấy, nhìn lại để chúng ta phát triển. Cảm giác mệt mỏi khiến cho tôi muốn từ bỏ làm YouTube chỉ sau một vài video được đăng và tiêu hủy hết chúng nó. Ok. Mày buồn dữ vậy? Sau bao nỗ lực thì... Đấy rồi. Tao lại không thể đạt được điều tao muốn. Cũng chỉ vì tao quá chán. Anh ba tôi... Nghe anh ba nói. Tao có nói gì đâu. Yeah, YouTube dễ mà. Khối thằng như mày học vừa ngu vừa nghèo để còn xấu trai lắm. Tôi xin lỗi, tôi biết tôi tệ vậy rồi nên mới đi làm YouTube đó, xin lỗi. Mà vẫn thành công đó thôi. À đù. Làm YouTube thì bạn hay bạn sợ à? Hay là bạn sợ? Tao... Thật ra tao không muốn. Mày không làm YouTube thì mày là TikToker. Oh my god, một trào lưu mới nổi ra. Đúng rồi, sau những năm đó là... Không, trước đó là TikTok nó đã xịn sò rồi. Nhưng mà nó chưa bằng. Nhưng mà bây giờ nó gọi là một thế lực đó mọi người. Mà làm content gì? Ước mơ làm YouTube chăng? À, đây là video mới. Gọi là gì ta, đầu. Mình nghĩ là có những video đầu tiên nhưng mà bị xóa rồi. Nhưng mà đây là video đầu trên kênh mà thành công. Bây giờ chúng ta sẽ đến với lại video tiếp theo để xem coi như nào. Đây là video thứ hai. Dễ, tôi thấy hài đó, chèn mấy cái kiểu low cost đó. Quá tao không vẽ nổi. Ai quên những gì mày nói ở video mày rồi à? Ước mơ làm YouTube. Nóng cháy mẹ não. Chà. Rồi. Thì không còn à, đúng rồi. Tư tưởng để vẽ nữa. Đấy. Đây. Cái đéo gì đây? Là tư liệu cho mày tham khảo ý tưởng đấy. Tư liệu bốn mùa. Thế đâu lại nghĩ ra ý tưởng? Đâu để đọc xem nào. Ngày đầu năm, bốn làng thiên, xuân, hạ, thu, đông gặp nhau. Mọi người ai nấy cũng dành hết những lời khen cho những người còn lại. Trong lúc đang phân vân rằng ai có ích nhất thì từ bao giờ bà đất đã đến. Bà nói với cả bốn cô. Mùa nào cũng đều có ích hết. Thu làm cho trời xanh cao, học sinh nhớ ngày tựu trường. Đông có công ấp ủ mầm sống để... Nhìn bà đông này nhìn... Để xuân về cây cối đâm chồi nảy lộc. Bà xuân. Xuân làm cho kinh tế tốt. Còn bà hè bà hạ thì chắc là tính, chắc là mạng hỏa, tính nóng nảy lắm. Đấy, có ý tưởng rồi đấy. Ý tưởng cho video tiếp theo sẽ là bơi có gì vui. Coi liền luôn anh em, coi liền luôn. Vậy là kênh này đã có ý tưởng rồi nhưng mà mình thấy ra video khá là chậm. Nhưng mà mình hy vọng là trong tương lai kênh này sẽ ra thêm nhiều video hài bựa như vậy để cho phục vụ cho các bạn xem. Nóng vãi cả nồi. Ê cu, đi bơi không? Từ từ, tôi cá chắc là mùa hè ở ngoài Bắc, ở ngoài điển hình như là Hà Nội đi. Nó giống như là một cái gọi là gì ta, nó giống như là một cái mặt trời thu nhỏ vậy đó mọi người. Tôi hiểu được, tôi ở mùa hè ở Sài Gòn nó còn không bằng mùa hè mà nó ở Hà Nội nha. Mùa hè ở Hà Nội là một cái gì đó, nó gọi là một cái gì đó, chúng ta có thể đem trứng đi chiên luôn á mọi người, đi rán trứng luôn. Ác thiệt. Yeah. Yeah. À cơ mà chắc tao không vào được bể bơi rồi. Sao thế? Chuyện là không vào được bể bơi. Thằng này bị bệnh à? Anh chứ. À cho phép anh tự vào bể bơi thế à? Chết cha nó tiểu. Ở đây ai chả làm thế chứ. Ở đây đéo ai làm thế cả. Oh no. Không ai mà mùa hè hay có tên gọi khác là mùa hạ. Là một trong bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Mùa hè được cho là mùa nóng nhất, là khoảng thời gian được nghỉ ngơi của các học sinh. Trong cái thời tiết nóng lực như vậy nên mọi người đều có dự định riêng cho mình để tránh nóng. Ví dụ như nằm trong phòng điều hòa 24/24. Yeah. 24/24 nằm trong phòng điều hòa. Yeah. Trong phòng điều hòa 24/24 là nằm. Oppa chợt chợt bừng tỉnh, nghĩ rằng mình thật kém cỏi khi không thể chịu được cái nóng ngoài kia. Chắc cũng không tới nỗi vậy đâu. Nghĩ xong, Oppa chợt đứng dậy, anh đi tới cửa và ra ngoài. Nhưng mọi việc không như Oppa chợt nghĩ, cái nóng giữa một... cái kênh này nó kiểu nó có một cái gì đó rất là đặc biệt riêng của mình, như là kèn mấy cái giọng của AI này, rồi mấy cái gọi là sound effect này của meme boy này, rồi cái gì mà review phim nữa, giọng review phim, rồi nhạc review phim nữa. Nó là những tinh túy của những năm gần đây đổ lại. Yeah, từ năm Covid tới bây giờ, những tinh túy như là review phim, rồi chơi meme, rồi bla 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 bla. Ok đó, kênh này nhiều meme nhất có thể cho tôi. Mùa hè 45 độ thiêu đốt lấy hai hòn đá của anh. Ông ta tràn vô tình đã quên mất rằng nước mình có đủ ba miền. Wow.
Ngoài ra có một thứ khiến cho rất nhiều người mê mẩn mỗi dịp hè tới, đó chính là đi bơi. Tại sao lại dùng hình ảnh này? Hình ảnh này ở bên trong có nhiều kinh nghiệm lắm anh em mà. Nếu mà các bạn chưa biết cái vụ khiến cho rất nhiều người mê mẩn mỗi dịp hè tới. Đây, đó. Có những nhà thám hiểm rất là giàu có, họ trở thành những bình kinh nghiệm. Nói chung là đây là một câu chuyện rất là buồn mọi người ạ. Đó chính là đi bơi. Bơi là một hoạt động cardio toàn diện mang lại nhiều lợi ích sức khỏe như tăng cường sức mạnh cơ bắp, cải thiện hệ thống tim mạch và hô hấp, giảm cân và duy trì cân nặng lý tưởng, cùng với việc giảm căng thẳng và tăng cường tinh thần sảng khoái. Là ChatGPT nói thế, đâu phải tôi. Đúng. Nghe giọng văn là thấy kiểu người có nghiên cứu, người có gọi là gì ta, có kinh nghiệm mới nói được những câu này. Nên vì thế chắc hẳn mọi người ở đây đều đã phân tích đi bơi đúng không? Yep, tôi cũng vậy. Tôi là một người rất thích đi bơi. Ngoài việc giải nhiệt vào mùa hè oi bức ra thì tôi còn thích đi bơi bởi vì... Neuron thần kinh. Nói đến bơi tất nhiên phải nói đến về học bơi. Trải nghiệm lần đầu được bơi ở bể người lớn mà không cần mặc áo phao đối với tôi là một kỷ niệm khó quên. Đó là một chiều hè năm tôi khoảng 9 tuổi. Bình thường mẹ sẽ cùng tôi đi bơi để trông coi tôi, tránh việc tôi sang bể người lớn và sặc nước. Đúng. Nhưng vì hôm đấy mẹ tôi bận nên đã giao lại trách nhiệm đó cho anh tôi. Con trai yêu dấu. Rồi, này thằng anh mày, cho mày ở dưới địa ngục, ở dưới đại dương luôn này. Con đã trưởng thành và khôn lớn, ta giao phó trọng trách này cho con với niềm tin tưởng tuyệt đối. Hãy nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ và trở về với vinh quang, con yêu dấu của ta. Sau khi căn dặn giải thích đủ điều cho chúng tôi hiểu thì tôi cùng anh ruột của tôi rủ nhau đi bơi. Yeah. Tôi khi ấy chưa cao tới 1m4 mà các bạn biết không, trong những nét vẽ bức, nét vẽ nào nó cũng có meme á, cái meme này là cái meme mà. Tôi hiểu thì tôi cùng anh. Hai ông mà kiểu đi vô khách sạn á, cái ông mà đít to á, rất là nhiều người đàn ông nhìn vào cái đít của ổng và đi theo ổng vô khách sạn. Nó là một cái meme ở nước ngoài luôn mọi người. Ruột của tôi rủ nhau đi bơi. Tôi khi ấy chưa cao tới 1m4 mà chiều cao thấp nhất của cái bể bơi người lớn là 1m6. Tất nhiên nếu muốn bơi ở bể người lớn thì tôi phải mặc áo phao đầy đủ rồi, còn không chỉ được bơi quanh cái bể trẻ con. Bể bơi trẻ con cho tôi rất là bé, cứ tầm 25-30 đứa trẻ con là có thể kín mẹ cái bể. Tôi ghét bể bơi trẻ con nên lần nào tôi cũng lân la sang bể bơi người lớn để bơi. Tất nhiên là phải cầm phao. Và ngày hôm đấy anh tôi đã nói với tôi: em muốn bơi bể bơi người lớn không? Là có, từ để em mặc áo phao. Không, mày không thể lúc nào chỉ biết dựa dẫm vào cái áo phao được. Mày phải học cách bơi dần. Anh trời đánh này hại chết thằng em. Đi chứ, để tương lai của mày sẽ không gặp mấy câu hỏi hãm giống như bên kia. Nếu cái mà mẹ của anh cũng rơi xuống nước thì anh sẽ cứu ai? Đúng. Đứa nào mà hỏi câu đó là kỳ lắm nha. Anh sẽ cứu bố em. Bố em thì liên quan gì? Đây cũng là một cái meme cãi lộn luật sư. Yeah. No. Vậy là em sẽ yêu một thằng bất hiếu của ra. Câu này là cái câu debate hay nhất tôi từng biết. Vậy là em sẽ yêu một cái thằng bất hiếu cứu gái và bỏ mặc mẹ nó chết đuối. Nếu mà kiểu cứu mẹ nó thì là em sẽ bỏ một cái thằng mà kiểu gọi là gì ta, vì mẹ chồng nên là bỏ rơi em. Đừng con gái à, đừng có hỏi mấy câu ngu. Đến cả người nuôi nó mà nó còn không yêu thì em là cái thá gì? Có gì mà không được chứ. Và cả nếu thực lòng yêu thì chúng em cũng được mà. Cũng được. Em thực sự coi mạng người như cỏ rác sao? Á cặc cái tính vậy. Ôi không nên em lo trước khi bơi. Bơi thì có rất nhiều kiểu bơi, ví dụ như bơi sải, bơi ngửa, bơi bướm, bơi thùng xốp, vân vân. Bơi thùng xốp là có nghĩa là bị chặt xác quăng vô thùng xốp và để trôi ngoài sông hả? Nói chung là vô vàn kiểu bơi mà anh có thể dạy cho mày. Mày muốn bơi kiểu gì? Dạ, em muốn bơi kiểu trọ. Đừng hỏi, vô đi em. Vô là sẽ biết tự bơi thôi. Yeah, gọi là dạy bơi chứ thực ra ông anh tôi quăng tôi một phát xuống bể bơi người lớn. Khi mà tôi nghĩ mình sẽ ngỏ mà phải đàm phán với con quỷ thì không. Tôi nhận ra mình có thể lội lên mặt nước mà dù tôi éo cần chuồn chuồn cắm rốn hay là một cặp vũ đội. Cả cơ thể bỗng lâng lâng và khá là... Biết đứng nước à? Hồi đó là tôi bị quăng xuống một cái bể bơi. Lúc đó là tôi biết bơi nhưng mà kiểu không có biết đứng nước á mọi người. Quăng xuống một cái bể bơi mà nước nó có cái mực nước của nó có thể gấp 4-5 lần cơ thể gì chiều cao của tôi. Là nên là tôi thôi. Rồi lúc đó là tôi tự vùng vẫy nhảy chết cho tới khi mà tôi biết đứng nước luôn mọi người bằng cách nào đó. Và bây giờ tôi đã có thể đứng nước, có thể bơi và có thể làm mọi thứ. Chỉ cần cho tôi bình oxy với bình oxy đi theo thôi là tôi có thể ở dưới gọi là đánh cờ vui với Poseidon hay là kiểu du biển cả luôn mọi người. Và đấy là cách mà tôi đã học bơi được. Ôi giời ơi, câu đó cần phải bíp nha bạn ơi. Ok, giờ tôi sẽ giải đáp thắc mắc của một số bạn như sau. Tại sao tôi lại để video là hình vuông mà không phải hình chữ nhật, tỷ lệ 16:9?
Đó là vì tôi đã sử dụng app này để vẽ những bức tranh và tạo ra chiếc video giống như video này. Ồ, cũng hay. Tất nhiên vẽ từ... Thật ra thì có rất là nhiều kiểu làm YouTube. Đây cũng là một cách mỹ sao mà các bạn truyền tải được nội dung cho người khác là được rồi. Mình cảm thấy là cách làm video này ok mà. Từng hình như vậy sẽ rất mất công nếu như tạo ra từng dự án cho từng bức. Vì thế tôi đã dùng chức năng vẽ hoạt hình trên app để tối ưu cho điện thoại của mình hơn. Còn về việc tại sao lại là hình vuông thì phần tạo hoạt hình của app không cho phép tôi tự tạo tỷ lệ nhất định nếu như tôi đang sử dụng app miễn phí. Tôi đều có tiền. Ok, sau video này tôi hy vọng gọi là tròn sẽ được các bạn ủng hộ và được các bạn donate hay gì đó đầu tư cho những cái thiết bị vẽ những cái video là những cái hình chất lượng, làm ra những cái video chất lượng. Ok chứ? Và còn lại một số khung free là khung vuông khổ to nhất là 640x640 pixel. Và khung chữ nhật khổ to nhất là 640x480 pixel. Nếu như tôi dùng khung chữ nhật kia thì tôi rất là khó để vẽ được những bức tranh như này. Vì thế tôi buộc phải dùng hình vuông để vẽ. Nên mong mọi người xem video này và ủng hộ tôi cho kênh sớm được bật kiếm tiền cho tôi mua bản premium để có được một video với tỷ lệ 16:9 cho mọi người xem nhé. Yeah. Mình hy vọng ông này có qua một cái lớp đào tạo vẽ vẽ cơ thể nam nữ ông ta sao mà vẽ gái anime. Còn một video cuối cùng mình sẽ để cho video tiếp theo để chúng ta còn có thể gặp lại cái kênh này nữa. Ok, video này đã dài rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này và đừng quên nhấn vào nút đăng ký cũng như nhấn vào cái chuông để ủng hộ cho mình nha. Còn bây giờ thì bye bye. Peace.